Huyện Thanh Trương muốn dân kê khai đúng tiền từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên. Giả danh thầy bói rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trẻ lớp 1 say xưa trò chơi con mực, phụ huynh giáo viên hoảng hốt. Truy nã người phụ nữ hô hoán hai thanh niên đánh bị thương cô gái. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Huyện Thanh Trương muốn dân kê khai đúng tiền từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên. Lãnh đạo huyện Thanh Trương Nghệ An cho biết, thời điểm diễn ra lúc lũ lụt năm 2020, nhiều đoàn về hỗ trợ, chúng tôi thật sự gặp áp lực. Lúc đó khó khăn chỉ với mong muốn làm được gì giúp dân là làm. Sự hỗ trợ của vợ chồng công vinh Thủy Tiên cùng các mạnh thường quân đã giúp cho bà con Thanh Trương khắc phục được rất lớn hậu quả cơn bão số 9 năm 2020, vị này chia sẻ. Lãnh đạo huyện Thanh Trương dẫn chứng, anh Nguyễn Duy Điệp bị thiệt hại cả trang trại nuôi gà do lũ lụt. Thời điểm đó anh ấy như mất phương hướng, đến khi nhận được sự hỗ trợ 115 triệu đồng của vợ chồng công viên Thủy Tiên, bây giờ anh ấy đã hồi phục kinh tế. Tôi gọi nhiều người đến chia sẻ cùng anh Điệp, tôi bảo anh Điệp cứ mạnh dạn tái đầu tư trở lại. Đến hôm nay, anh Điệp đã thành công, vị này nói. Thời điểm đó Thanh Trương bị thiệt hại nặng, đoàn từ thiện về địa phương cũng rất gấp gáp, chỉ trong một ngày một đêm để chỉ đạo các xã lập danh sách bằng tin nhắn qua điện thoại. Nếu lúc đó giao nhiệm vụ cho mặt trận tổ quốc và đoàn thể sẽ làm không kịp, do đó chính quyền địa phương phải vào cuộc, đứng ra giả soát, phân loại từng mức thiệt hại của các hộ dân. Tất cả có báo cáo cụ thể và trao đổi với vợ chồng công vinh Thủy Tiên. Đến sáng hôm sau, đoàn từ thiện về trao quà. Từ khâu in phát phiếu phân loại từng gia đình bị thiệt hại bao nhiêu đều có đóng dấu treo chính quyền cấp xã, khi đó phải đảm bảo an ninh trật tự do đó chúng tôi phải bố trí an ninh từ vòng trong ra vòng ngoài rất chặt chẽ. Theo lời lãnh đạo huyện Thanh Trương, cũng theo vị này, quan điểm khi đó là đứng ra tổ chức thì không để người ngoài xem thường chính quyền các cấp làm mất vai trò lãnh đạo của đảng và sự điều hành của hệ thống chính trị. Do vậy, không có chuyện người dân đến ngồi trải dép giữa sân. Chính quyền mời tất cả bà con được phát phiếu ngồi vào trong văn phòng theo từng cấp độ thiệt hại ghi trong phiếu. Trước khi phát quà, những người có phiếu được mời vào trong hội trường ủy ban. Chỉ trong một buổi sáng phải trao nhiều xã nên cần phải làm nhanh nhất, bởi vì trong buổi chiều đoàn từ thiện đi huyện Hưng Nguyên trao. Do đó, huyện Thanh Trương đã bố trí 3 điểm trao quà theo lộ trình đi từ xã Hạnh Lâm xuống xã Thanh Lĩnh và xã Thanh Phong. Lãnh đạo huyện Thanh Trương cho hay, đến giờ theo xác minh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ các hộ dân thì có tranh lệch số tiền. Khi phát, có thể tranh 10 triệu hoặc 15 triệu đồng, nhưng cũng có nhiều người kêu khổ, đoàn lại cho thêm 2 hoặc 3 triệu đồng. Tuy nhiên, giờ hỏi dân thì họ lại khai chưa chuẩn xác lãnh đạo huyện thanh trương cũng nói rằng bản thân ông tin vợ chồng công vinh thủy tiên làm như ở huyện sẽ không có chuyện tranh lệch số tiền lớn vụ việc đang điều tra và chúng tôi mong muốn người dân thanh trương hãy thật lòng khai cho đúng và chuẩn số tiền mình nhận tuyệt đối không được khai thêm hay bớt đi chúng tôi làm công văn xuống tận xã giả soát hỏi đến từng hộ dân thời điểm đó nhận được bao nhiêu tiền để thống kê nhiều người nói việc gì phải làm như thế mất thời gian chúng tôi khẳng định khi bộ công an đã vào cuộc nếu báo cáo không đúng thì họ sẽ về gặp dân để làm việc vị này nói vị này nhớ lại vợ chồng công vinh thủy tiên trước khi trao quà câu đầu tiên là chào bà con thứ hai là họ cảm ơn chính quyền huyện xã đã hỗ trợ tránh trường hợp để mất vai trò của các cấp đối với người dân không để các thế lực thù địch kích động và nói xấu chính quyền ngay đôi khi cả bản thân tôi còn thấy áp lực và áy náy Tôi chỉ đạo anh em làm đúng bản chất, đúng sự thật, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm, vị này khẳng định. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Giả danh thầy bói rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Công an quận Đống Đa Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Dung, sinh năm 1986, trú tại Huỳnh Thúc Kháng, Ninh Kiều, Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội cho biết theo tài liệu điều tra, vào tháng 4 năm 2020, chị Dê, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú Hai Bà Trưng Hà Nội, có biết một tài khoản Facebook thường đăng tải các bài viết với nội dung có khả năng xem bói do Nguyễn Ngọc Dung lập. Dung lấy tên giả là Trần Ngọc Dương Minh để nói chuyện với chị Dê. Nhiều lần thấy Minh xem bói đúng nên chị Dê tin tưởng, tâm sự với thầy nhiều hơn. Lúc này, nữ thầy bói cũng tự xưng là nhân viên ngân hàng có chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và rủ chị Dê mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, sau một tuần sẽ được hưởng lợi nhuận cao gấp 5 lần. Do tin tưởng thầy và đang cần tiền để trả nợ, nên ngày 14 tháng 7 năm 2020, chị Dê chuyển cho Minh 23 triệu đồng để mua cổ phiếu. Lúc này Minh tiếp tục rủ chị Dê mua cổ phiếu để hưởng lợi nhuận nhiều hơn và số cổ phiếu này chỉ bán trong thời gian ngắn. Chị Dê đã chuyển cho Minh tổng số hơn 400 triệu đồng để chớp thời cơ mua cổ phiếu. Tuy nhiên sau một tuần khi chuyển tiền cho nữ thầy bói, chị Dê không nhận được tiền lãi. Nhiều lần liên hệ với Minh thì đối tượng viện đủ các lý do để trì hoãn không chuyển tiền. Tháng 6 năm 2021, chị Dê đã đến cơ quan công an trình báo. Căn cứ tài liệu điều tra, Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Dung, tức Trần Ngọc Dương Minh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Dung khai nhận đã lên mạng đặt mua một giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Trần Ngọc Dương Minh với giá 1,5 triệu đồng. Dung lập một tài khoản Facebook tên là Trần Ngọc Dương Minh và đăng các bài viết với nội dung có khả năng xem bói. Biết chị Dê đang gặp khó khăn tài chính, nên Dung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rủ mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ và chiếm đoạt của chị Dê hơn 400 triệu đồng. Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Trẻ lớp 1 say xưa trò chơi con mực, phụ huynh giáo viên hoảng hốt. Biết rõ bộ phim Hàn Quốc trò chơi con mực tựa tiếng Anh là Squid Game vẫn đang nóng sốt trên toàn cầu. Nhưng thầy Nguyên Văn Phúc, giáo viên dạy mỹ thuật tại trường tiểu học ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn không khỏi hoảng hốt khi phát hiện học trò lớp 1 xem một bộ phim ngắn cảnh báo 18 cộng ngay trong giờ học online. Cậu bé 6 tuổi học trên laptop. Khi thầy hỏi còn hồn nhiên cầm iPad đang mở cảnh phim trò chơi con mực để khoe cả lớp. Ngay lúc đó cả lớp sôi động hẳn lên, thi nhau kể, bàn luận về bộ phim này, về các người lính, về các trò chơi ở lớp khác cũng có tình trạng như vậy mọi chủ đề đều được các em lái qua bộ phim thậm chí khi chia nhóm làm việc có em còn nói thầy về đội tụi con tham gia squid game nha thầy để thầy kiếm được thật nhiều tiền mới đây tôi giao chủ đề vẽ tự do cho học sinh ba lớp rất nhiều em đều vẽ hình ảnh liên quan đến bộ phim nổi tiếng này về trò chơi về mặt nạ súng thậm chí giờ giao vẽ gì đi nữa thì cũng không ít em chỉ vẽ liên quan đến trò chơi con mực, thầy giáo mỹ thuật cho biết. Thầy Phúc cũng trao đổi với các em và riêng với phụ huynh, lưu ý đây là bộ phim các em chưa đủ tuổi xem nhưng có vẻ không ăn thua. Nhiều phụ huynh không xem, con cũng không xem nhưng nhiều trẻ vẫn bị nhập tâm theo bộ phim. Đến nay vợ chồng chị Trần Thị Hoài ở quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa xem bộ phim làm mưa làm gió trên khắp thế giới. Vậy nhưng từ mấy tuần trước, chị cũng như bị nhập hồn bởi cường độ nhắc đến bộ phim này của cậu con trai lớp 2. Cháu chưa hề xem phim, nghe bạn bè xung quanh kể, rồi có thể nhìn thấy trên Facebook, TikTok, Youtube mà nắm được hết. Cả ngày cháu nghêu ngao hát nhạc bộ phim, rồi níu tay níu chân bố mẹ để kể, giới thiệu. Ăn uống, ngủ nghỉ học hành chủ đề nào, rồi cháu cũng vòng về Squid Game. Gặp bất cứ ai kể từ già đến các em bé, cháu đều vào tìm đồng minh, hỏi han, tám chuyện về bộ phim, các nhân vật trò chơi trong phim. Trước sự ảnh hưởng của bộ phim đến trẻ nhỏ, hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết mới đây, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng đã trao đổi, lưu ý bố mẹ không để trẻ em xem bộ phim gắn mác 18 cộng này. Trước nguy cơ làm cho trẻ em làm theo những thử thách bạo lực trong bộ phim Squid Game đang làm mưa làm gió, nhiều trường học trên thế giới như Anh, Bỉ, Mỹ, Úc, Canada, Trung Quốc cho đến nhiều chuyên gia tâm lý lên tiếng cảnh báo bộ phim có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ nhỏ, đi kèm đó là khuyến cáo phụ huynh không nên cho con xem phim trò chơi con mực. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Truy nã người phụ nữ hô hoán hai thanh niên đánh bị thương cô gái. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội mới đây ra quyết định truy nã bị can Phạm Thanh Thúy, 45 tuổi, với tội danh cố ý gây thương tích. Thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó vào ngày mùng 10 tháng 1, Phạm Thanh Thúy, sinh năm 1976, trú tại tổ 42B Khương Trung, quận Thanh Xuân, đến cửa hàng của chị T tại đường núi đôi thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn để đòi tiền nhập quần áo. Tại cửa hàng hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thúy đã hô hoán hai nam thanh niên đi cùng đánh chị T. Đối tượng đã đánh chị T khiến cho nạn nhân thương tích 7%. Ngày 15 tháng 9, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Thúy về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 12 tháng 10, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thanh Thúy. Đối tượng có nốt ruồi bên cánh mũi phải. Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Sóc Sơn qua số điện thoại 0976 263 688 và cơ quan công an nơi gần nhất tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng thông báo, đồng thời yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.